Chiều ngày 8 tháng 12, tiếp tục kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã tiến hành phiên chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi về điều hành phát triển kinh tế xã hội, trong đó có việc phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế. Đây là lần đầu tiên ông Phan Văn Mãi trả lời chất vấn trên cương vị người đứng đầu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ông được các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố bầu giữ chức vụ này hồi tháng 8 năm 2021. Mở đầu phiên chất vấn, ông Phan Văn Mãi báo cáo trước Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kết quả tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2021 và nhiệm vụ giải pháp của thành phố năm 2022. Theo đó, năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát nghiêm trọng và tác động nặng nề tới mọi mặt của đời sống xã hội. Trước tình hình đó, trong nhiều tháng, cả hệ thống chính trị, nguồn lực xã hội đều tập trung cho công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Việc áp dụng các biện pháp giãn cách, cách ly xã hội khiến việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội đề ra gặp nhiều khó khăn, nhiều chỉ tiêu không thể đạt. Cùng với đó là ảnh hưởng nặng nề đối với sức khỏe, sinh kế và đời sống của người dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thứ ba giảm mạnh, giảm 24,97% so với cùng kỳ. Từ quý tư năm 2021, thành phố đã dần mở cửa nền kinh tế, các hoạt động kinh tế xã hội từng bước trở lại ở trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, không nằm ngoài xu hướng dịch bùng phát trở lại tại các quốc gia trên thế giới, hiện thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang chịu áp lực và nguy cơ cao bệnh bùng phát trở lại. Như vậy, với diễn biến dịch còn phức tạp, tăng trưởng kinh tế quý tư năm 2021 vẫn chưa lấy lại đà phục hồi. Một số hoạt động vẫn phải được cân nhắc, chưa thể mở cửa trở lại để đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch. Tính chung cả năm 2021, tăng trưởng kinh tế thành phố giảm khoảng 6,78%. Đây là mức giảm tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thành phố chưa từng xảy ra trong 35 năm qua. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh như vậy, kinh tế xã hội thành phố năm 2021 có những điểm sáng tích cực như sau. Về lĩnh vực tài chính, tín dụng ngân hàng, thị trường chứng khoán, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 370.483 tỷ đồng, đạt 101,3% so với dự toán năm. Hoạt động tín dụng ngân hàng duy trì và tăng trưởng ổn định, đóng góp một phần cho tăng thu ngân sách nhà nước. Lượng kiều hối về thành phố ước đạt 6,6 tỷ đô la, tăng gần 9% so với cùng kỳ. Chỉ số VN Index vượt mức 1.500 điểm, nhiều phiên có giá trị giao dịch kỷ lục, khối lượng niêm yết tăng hơn 16%, giá trị chứng khoán niêm yết tăng trên 15%, góp phần tăng thu ngân sách trong những tháng cuối năm. Để hoàn thành 19 chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 6 tới 6,5% trong năm 2022, ông Mãi đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh đến việc triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, triển khai các chương trình phát triển kinh tế ở các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp. Thành phố là một trong những địa phương của cả nước chịu tác động nặng nề nhất do sự bùng phát của đại dịch COVID-19 lần thứ tư. Với những hệ quả kinh tế xã hội chưa có tiền lệ, năm 2022 thành phố đối diện với những khó khăn rất nhiều mặt, nhưng bên cạnh đó thực tiễn tình hình cũng gợi mở cho chúng ta không chỉ cách giải quyết những bất cập trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài phát triển bền vững. Với truyền thống năng động sáng tạo vốn có của thành phố, với lực lượng doanh nghiệp chiếm 40% của cả nước, với hạ tầng kinh tế sẵn có, trung tâm kinh tế lớn, nếu có được sự đồng thuận của nhân dân, sự nỗ lực cao nhất của cả hệ thống chính trị, thì chắc chắn thành phố sẽ phục hồi và phát triển với một vị thế mới. Tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã trả lời chất vấn với nhiều vấn đề nóng được đại biểu quan tâm. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, nguồn lực xã hội có ý nghĩa và tiềm năng rất lớn đối với thành phố. Để khơi thông tận dụng được nguồn lực này, thành phố cần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp tư nhân đã và sẽ đầu tư vào địa bàn. Thành phố đã thành lập tổ giải quyết các khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp dự án trên địa bàn. Các dự án mà đang còn đó, tôi đánh giá đưa vào cuộc sống tốt hơn trong cái đầu tư phát triển kinh tế xã hội.
quyền. Đối với ý kiến này thì chúng tôi nghĩ là một trong những nội dung quan trọng của cái hành án đó là chúng ta tiếp tục phân cấp ủy quyền để làm sao các ngành, các quận huyện chủ động hơn trong việc giải quyết, gắn với cái việc chúng ta xây dựng tiếp tục cập nhật để xây dựng quy chế phối hợp trong giải quyết các vụ việc, xác định rõ trách nhiệm của người chủ trì, trách nhiệm của cơ quan phối hợp và có một cái khoảng thời gian để giải quyết các vấn đề đó và có kiểm tra, có đánh giá. Người đứng đầu chính quyền thành phố thông tin thêm, dự kiến sau kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền thành phố sẽ tổ chức phiên họp bàn về nâng cao chất lượng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ làm rõ, trong thời gian tới các cấp chính quyền có thể đồng hành cùng doanh nghiệp ở nhiều nội dung. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.